không? Nhau không? Chị cái đá ngứa quá nằm luôn rồi. Cái chó này một lần chở chứ chê đâu không? Hồi đó thấy nhỏ nhỏ xíu hả? Dạ nó chạy ra rồi. Ba chắc là con gì đó. Hồi đó nó còn nhỏ à gì đó. Mến chào quý vị đến với kênh Hello Tiền Giang. Hoa xin chúc quý vị có một ngày mới thật là vui vẻ và thật nhiều sức khỏe. Hôm nay bà của Hoa đi cưa, không biết sẽ cưa cái gì nữa. Bây giờ là mới ăn sáng nè. Đi cưa gấp quá. Sáng giờ lo làm danh sách đang phát quà từ thiện. Dạ. Cho nên quên ăn. Thì cái này rồi này không biết ai tặng đây nữa. Cái này ai tặng đây? Dạ à, chắc hai lúa Tiền Giang tặng. Dạ. Bây giờ mà nãy tôi tưởng ai tặng. Rồi không đâu có ăn ớt đâu. Dạ. Ăn ớt nó nóng cho mình lắm, nó nổi mụn. Đây là bánh cuốn nóng. Nóng gì đây con? Quá ớt. Ăn bánh tráng cuốn rồi đó. Nằm gót ở đây. Nó bình chấm. Tướng đầu lực đen. Đô la. Bây giờ là sẽ ra để có thể là cưa cái phần gốc của cái cây này. Đã chủ nhà đã đốt nhiều lần rồi. Cái này họ cũng không biết là bụi cây gì nữa. Có quá nhiều kiến lửa luôn. Nguyên một ổ luôn. Hay bây giờ ba của Hoa sẽ dạt mấy cái phần xung quanh vì nó dính cát rất là nhiều. Đây chủ nhà có cắt bớt rồi nè. Ngày đẻo một miếng. Đâu không? Cái này có xịt mũi không? Cái này. Cái này là cây cao kiển hả ba? Có xịt mũi không? Ba chai dầu lửa rồi đó, còn chai mấy mua nữa nè. Chai xịt mũi. Kiến khó chai dầu lửa. Mới mua nè, xịt ba chai đó mà nó. Ôi, mới động chút. Ủa, nữa ra nữa. Mình xịt bằng cái chai xịt mũi á, nó mới hết. Cái này không cưa, không bự cái em. Cây này là cây cao kiển hả ba? Ừ, cái cao kiển này nó ra bụi này. Xin mời quý vị cùng theo dõi. Ồ, cái giữa nó quá cái. Đập nó cái nó văng vào tay. Cái này xịt kiến nó mới ra hả? Nó chết hả? Một góc nhỏ như thế này thôi nhưng mà cũng cưa sẽ rất là lâu. Lấy dầu lửa ra gá bớt. Dạ. Có cái ly đó nha cậu. Cái ly làm đâu? Có một cái ly mấy kia tôi chịu. Để hết xuôi đi. Đốt mấy kiến luôn. Cái này cây xăng không nha.
đi vào. Ủa mà như có hôm qua có đốt rồi đó hả? Trời mà sao nó lại cuộn cuộn đó, nó cắn vô banh vỏ luôn đó. Vậy là nó trong này nhiều lắm. Ba phía bên này nữa nè. Xung quanh cái gốc luôn. Và trong khi chờ đợi cái gốc cao bên kia thì ba của Hoa sẽ cưa cái gốc cây nữ hoàng bên này, sẽ cưa bỏ một cái phần thân, hai tược bớt một tược. Dạ. Hai chồi. Gọi là cây hai chồi. Đây cũng có kiến nữa. Thì không có xịt thuốc sâu thì có rất là nhiều kiến. Ở đây có mối nữa. Ô cái kìa, quá trời kìa nè. Mấy con kiến này mới độc nè. Cái gì vậy? Đó, con kiến này là nó độc dữ luôn nè, hơn kiến lửa đó đó. Quá trời nhiều kiến luôn. Vì cái nhánh kia thì nó sụ qua bên mái nhà, không thể cưa bỏ nguyên cái phần đọt này được. Này giống như đốt phong long. Là phía dưới bác đã dọn trống cho mấy cái miếng tôn qua bên này rồi. Bà của Hoa sẽ chia ra làm hai phần để cưa. All right.
hoàng. Đây là cái trái của nó nè. Thì cây nữ hoàng hình như còn gọi là cây ô mai nữa. Bây giờ sẽ chuyển qua cô cái phòng gốc. Cưa nó lục á là nó trắng cái đầu này nè, mà nó trắng tươi này nè ha, dưới cái đầu này nó bị tà, là nó trúng miễn trúng đinh trúng cát rồi đó, rồi khi mình vúa là nó mất cái trắng này nè, dưới mất cái đầu bầu này nè là nó mới bén được. Này giờ vúa cũng hơi bị lâu, tại vì dưới này là cát đá này kia lâu lắm, đúng theo một cái mạch cưa này là cắt khoảng 15 tới 20 giây là nó sẽ đứt. Dạ. Mà cái này nãy giờ lâu ạ, này nãy giờ tới 3 phút ạ. Dạ. Đó, nó chạy trong đây nó có lộn lộn đất cát kẻ nè, ở trong đây nè, trong mấy kẻ ghẻ kiến không á, vừa nãy cắt nó nhắn lửa luôn, quá trời kiến nè. Ừ, cái này nè nó chui ra nè, kiến bành ti không, quá trời kiến. Ừ, kìa. Ừ, kìa. Ừ, kìa. Ừ, kìa.
Hoa cũng xin kết thúc video tại đây. Hẹn quý vị vào những video tiếp theo. Nếu thấy video này hay thì cho Hoa xin một nút like và chia sẻ. Và đừng quên để lại bình luận để góp ý cho kênh của Hoa nha. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Nếu là thời cưa là mình đừng có chạy cái gì hết. Thì cơn biến ví dụ mấy cái gì đó là lưỡi cưa mà nó còn mới á, mình đừng nên cắt. Thì mình kiếm lưỡi cưa cũ cắt để chi để cho xong, để cho là hoàn thành công việc cho người ta vậy đó. Mới làm câu chuyện được, chẳng hạn là sửa cái nhà tắm nó được, hoặc là hay là người ta đào làm cái mà cái dàn móng để xây cất được, hoặc là dán xi măng được. Dạ. Chứ mình thấy ta đẻo là 3 ngày rồi đó. Cái anh chủ nó đẻo 3 ngày ngoài đó đó. Dạ. Mà mới được nhiều đó đó. Là mình làm gì đó, tài quý lắm. Dạ. Thôi kính chào quý ông bà của bác nha. Dạ. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi.